nhằm chia sẻ với những khó khăn của người dân tại thành phố Hồ Chí Minh đang căng mình phòng chống dịch COVID-19. Tuổi trẻ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã thực hiện chuyến xe yêu thương với gần 5 tấn nông sản gồm rau, củ, quả hướng về thành phố mang tên Bác. Chương trình được các chiến sĩ phòng cảnh sát giao thông phối hợp với công ty xăng dầu Lâm Đồng khởi xướng, thực hiện với tổng kinh phí hơn 60 triệu đồng. Từ tinh thần tự nguyện đóng góp của cán bộ chiến sĩ, nông sản là các loại rau củ quả được các cán bộ chiến sĩ trực tiếp xuống vườn tại các huyện Lạc Dương, Đức Trọng chọn mua, đóng gói, vận chuyển ngay trong ngày để đảm bảo tươi ngon. Đây không chỉ là sự sẻ chia tiếp sức với người dân tại thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp mà còn góp phần thúc đẩy tiêu thụ hàng hóa của người trồng rau tại Lâm Đồng.